Sau đây mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần này. Chứng khoán Mỹ đã khép lại phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ 5 trong sắc xanh khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang tiến gần tới việc là chấm dứt chuỗi chu kỳ nâng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 5 thì S&P 500 tăng 0,29%, trong khi đó thì Nasdaq Composite cũng tăng 1%. Tương tự thì Dow Jones tăng 73,66 điểm tương ứng với 0,23% sau khi có thời điểm tăng tới 481,38 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ tỏa sáng khi nhà đầu tư nghĩ rằng việc Fed nâng lãi suất sẽ sớm kết thúc và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Cổ phiếu của ba ông lớn công nghệ là Microsoft, Nvidia và Apple đều tăng giá. Theo chân thị trường Mỹ thì VN Index mở đầu phiên giao dịch hôm nay trong sắc xanh và dao động trên mức tham chiếu cho đến hết phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đóng cửa mức 1046,79 điểm, tăng 1,69 điểm tương đương với 0,16%. Trong khi đó thì VN30 đạt mức 1051,42 điểm, tăng 4,82 điểm tương ứng với 0,46%. Về mặt kỹ thuật thì VN Index tiếp tục có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên đà tăng đã có sự suy yếu khi mà tiệm cận vùng kháng cự là 1050 đến 1055 điểm. Thanh khoản thị trường có sự cải thiện so với 3 phiên đầu tuần. Dầu khí, dịch vụ tài chính và bất động sản là 3 nhóm ngành tích cực trong phiên ngày hôm nay, với các cổ phiếu dẫn dắt có thể kể đến như là Novaland Trần, NLG Trần, PDR cộng 2,9%, PLX tăng 1,4%. Với việc đạt được thỏa thuận gia hạn hai lô trái phiếu có tổng giá trị lên tới 1.750 tỷ, cổ phiếu Novaland đã tăng hết biên độ trong phiên ngày hôm nay, làm động lực để dòng cổ phiếu bất động sản tăng điểm. Khối ngoại tiếp tục có phiên mua dòng thứ tư liên tiếp với tổng giá trị hơn 100 tỷ, chủ yếu mua dòng vào Vinhome 72 tỷ, HPG 30 tỷ, VIX 19 tỷ. Trong khi đó họ bán dòng mạnh mẽ Masan 46 tỷ, CTG 24 tỷ và VND 21 tỷ. Đối với thị trường phái sinh thì khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước đó lên hơn 318.000 hợp đồng. Số lượng hợp đồng mở mới nắm giữ qua đêm phiên ngày hôm qua đã tăng lên ở mức cao là hơn 63.000 hợp đồng. Trong phiên hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.000 hợp đồng với 3.609 hợp đồng long và 4.608 hợp đồng short, làm giảm số vị thế long ròng xuống 28.000 hợp đồng. Kết thúc phiên thì VN30 F1M đóng cửa mức 1.043,1 điểm, tăng 4,2 điểm so với phiên trước. Đối với những thông tin đáng chú ý trong nước thì theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất cho vay Việt Nam đồng bình quân lên ngân hàng kỳ hạn qua đêm trong phiên ngày 22 tháng 3 đã giảm thêm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 1,55% một năm, tức là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7 năm 2022. So với cuối tuần trước thì lãi suất cho vay qua đêm lên ngân hàng đã giảm một nửa và giảm 4,85 điểm phần trăm so với mức cao điểm ghi nhận hồi đầu tháng 3. Lãi suất lên ngân hàng liên tục giảm sâu sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 1 điểm phần trăm một số loại lãi suất điều hành kể từ ngày 15 tháng 3. Bên cạnh đó thì để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, Ngân hàng Nhà nước cũng dừng phát hành tín phiếu mới để hút tiền từ đầu tuần trước. Ngoài sự hỗ trợ chính sách từ Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản hệ thống cũng dồi dào hơn do nhu cầu tín dụng còn thấp. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến ngày 24 tháng 2 mới chỉ đạt 0,77%, tức là chưa bằng 1/3 so với mức tăng cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, các trái chủ của Novaland sẽ quan tâm tới thông tin là công ty này vừa công bố gia hạn ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu có mã là NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ. Hai lô trái phiếu này sẽ được gia hạn ngày đáo hạn lần lượt thêm 1 và 2 năm. Trong thời gian gia hạn thì lãi suất của hai lô trái phiếu này là 11,5% một năm, cao hơn mức lãi suất 10,5% trước đây. Đại diện trái chủ của hai lô trái phiếu là công ty chứng khoán BSC và công ty chứng khoán PSI đã đồng ý sẽ không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu theo thời gian quy định. Hai lô trái phiếu này có tổng giá trị lên tới 1.750 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới thì mới đây, Ngân hàng Trung ương Anh, gọi tắt là BOE, đã nâng mức lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 4,25% bất chấp những biến động trong hoạt động ngân hàng trong những tuần gần đây. Quyết định nâng lãi suất của BOE vốn đã được các nhà kinh tế dự báo, được đưa ra một ngày sau khi số liệu cho thấy rằng lạm phát tại Anh đã bất ngờ tăng từ 10,1% lên mức 10,4% vào tháng 2, gần với mức cao kỷ lục trong vòng 40 năm và cao hơn 5 lần so với mục tiêu của BOE. Kể từ tháng 12 năm 2021 thì BOE đã thực hiện 11 đợt tăng lãi suất liên tiếp, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất tùy thuộc vào tình hình thực tế trong bối cảnh là triển vọng kinh tế và tài chính đang ngày càng trở nên bất ổn. Trong một tuyên bố thì BOE khẳng định hướng dẫn ngân hàng này đưa ra vào tháng 2, nhấn mạnh rằng nếu có bằng chứng về lạm phát gia tăng, yêu cầu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ là điều cần thiết. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé.